Thưa quý vị, Tết Trung Thu, Tết của Thiếu Nhi, vào rằm tháng 8 âm lịch, trẻ em được quây quần bên gia đình ông bà cha mẹ, cùng vui chơi, rước đèn, múa lân, phá cỗ dưới ánh trăng rằm hoặc nghe ông bà cha mẹ kể chuyện cổ tích về Trung Thu. Và mỗi dịp Tết Trung Thu sẽ là những ký ức trẻ thơ của mỗi con người chúng ta sau này. Và năm nay, để có được một cái Tết Trung Thu vui vẻ hơn, đầy đủ hơn, ý nghĩa hơn về cả vật chất lẫn tinh thần đối với các cháu có hoàn cảnh khó khăn, Hà Nội đã tặng gần 1.600 suất quà với tổng giá trị gần 1,1 tỷ đồng. Trung tâm Công tác Xã hội và Quỹ Bảo trợ Trẻ em Hà Nội cho biết, trong số các em được tặng dịp Tết Trung Thu trên địa bàn Hà Nội dịp này, có 200 em nhỏ vượt khó học tốt được nhận các suất học bổng giá trị với tổng số tiền là 400 triệu đồng, là 2 triệu đồng cho một suất. Trong đó, quận Ba Đình có 50 em được nhận học bổng các quận, huyện Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Hà Đông, Thanh Trì, mỗi địa phương 40 em. Làng trẻ Bia La, làng trẻ SOS, mỗi đơn vị có 8 em. Trung tâm Bảo trợ Xã hội 3, nhà nuôi dưỡng hữu nghị Đống Đa, mỗi đơn vị có 7 em được nhận học bổng giá trị này. Có 300 em hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn các quận huyện Quốc Oai, Sa Lâm, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hoài Đức, Sóc Sơn và thị xã Sơn Tây được hỗ trợ kinh phí là 1 triệu đồng cho một người và quà bằng hiện vật với tổng giá trị tiền và hiện vật hơn 360 triệu đồng. Đáng chú ý, có 500 em tại các quận, huyện, thị xã được trao quà dịp Tết Trung Thu với tổng giá trị là 51 triệu 450 nghìn đồng. Thưa quý vị, mùa trăng vẫn đến, nhưng rất nhiều sự kiện mừng đón Trung Thu năm nay đã tạm dừng. Nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị đã chủ động rút gọn các chương trình, không tổ chức những lễ hội hoành tráng, chuyển sang hình thức tặng quà thiết thực, hỗ trợ trực tiếp cho người dân vùng bão lũ. Tại nhiều trường học, các em nhỏ đã cùng nhau trải qua một mùa trăng của sự yêu thương và sẻ chia. Miệt mài tô vẽ những lá thư đầy yêu thương, Tú Anh và các bạn nhỏ lớp 1A6 trường tiểu học Vĩnh Tuy hào hứng làm lá thư này để gửi đến các bạn nhỏ bị ảnh hưởng do bão lụt, cùng với món quà là những gói thuốc thiết yếu. Con vừa vẽ lại đóng xong túi thuốc này và con sẽ gửi tặng cho những bạn vùng lũ. Con rất vui vì mình đã làm những điều ý nghĩa. Nhà trường đã chuyển chủ đề Trung Thu sang là chủ đề trăng tròn lan tỏa yêu thương. Chính vì vậy, lớp 1A6, cô giáo và ban phụ huynh cũng như các con cũng đã lên kế hoạch để tổ chức cho các con một kỳ Trung Thu năm nay rất vui, rất ý nghĩa nhưng vô cùng đặc biệt. Đó là chuyển toàn bộ các hoạt động trải nghiệm của các con sang thành các hoạt động giáo dục lòng nhân ái. Mỗi lớp là một hoạt động khác nhau. Với lớp học này, cô và trò tự tay làm những đồ chơi Trung Thu ngộ nghĩnh và ban đấu giá sản phẩm cho chính phụ huynh để gây quỹ từ thiện. Không tổ chức hội chợ, cuộc thi hay những màn múa lân đầy rộn ràng. Song mỗi học sinh vẫn có một Trung Thu đầy ý nghĩa. Sau hơn một tuần phát động và gây quỹ, trường tiểu học Vĩnh Tuy đã ủng hộ bão lụt gần 200 triệu đồng. Hôm nay con làm được rất nhiều đồ chơi đẹp. Con sẽ bảo bố mẹ mua con rồng này để con lấy tiền ủng hộ các bạn ở chỗ lũ lụt. Toàn bộ số tiền mà sẽ phục vụ cho cái hội chợ Trung Thu cũng như số tiền để các cháu mua quà Tết Trung Thu được nhà trường kêu gọi để ủng hộ trẻ em vùng lũ lụt và tạo được sự đồng thuận lớn. Cha mẹ học sinh rất là phấn khởi vì cả một cái hoạt động rất là ý nghĩa và chúng tôi muốn rằng qua đợt Trung Thu này không chỉ giáo dục các em lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm cộng đồng, ngoài ra giáo dục lòng tình yêu thương cho các em. Tại trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn, đây cũng là một mùa Trung Thu đặc biệt với nhiều học sinh. Thay vì tổ chức các hoạt động vui hội trăng rằm, các bạn học sinh tích cực triển khai dự án Lũ ở dưới chân, sách vẫn trên lưng. Hiện tại thì dự án bọn con đang nhận quyên góp cả hiện vật và hiện kim. Đối với hiện kim thì bọn con đã nhận quyên góp được hơn 350 triệu và hiện vật thì bọn con đang nhận quyên góp quần áo cũng như là sách vở và các đồ dùng học tập cho các bạn học sinh ở các trường đang gặp khó khăn. Rất nhiều hình ảnh đẹp và những trang viết ấm lòng từ trẻ thơ đã được lan tỏa trong những ngày qua. Các em đã cùng người lớn góp thêm sức mạnh lớn lao, tôn vinh ý nghĩa sâu sắc hai chữ đồng bào. Mai này, trong những trang sách mới viết về Tết Trung Thu, có lẽ sẽ còn vọng mãi dư âm của mùa trăng đặc biệt này. Trong hai ngày qua, tại Không gian Văn hóa Sáng tạo Tây Hồ, Ủy ban Nhân dân quận Tây Hồ phối hợp với Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại Du lịch thành phố tổ chức nhiều hoạt động vui Trung Thu ý nghĩa cho trẻ em trong khuôn khổ chương trình Đêm hội Trăng Rằm và Xúc tiến Thương mại gắn kết du lịch và văn hóa địa phương.
Với phương châm, tất cả thiếu nhi trên địa bàn quận đều được vui Tết Trung Thu. Mùa Trung Thu năm nay, các phòng, ngành, đoàn thể từ quận đến phường trên địa bàn quận Tây Hồ đã có nhiều việc làm thiết thực, quan tâm chăm lo cho thiếu nhi được vui chơi Trung Thu và được hưởng Tết Trung Thu vui tươi, ấm áp tình yêu thương. Chương trình Đêm Hội Trăng Rằm và Xúc Tiến Thương mại gắn kết du lịch, văn hóa địa phương diễn ra với các hoạt động văn hóa truyền thống được lồng ghép trong chương trình như hội thi bày cỗ Trung Thu, cuộc thi vẽ tranh sắc màu Trung Thu và cuộc thi ảnh kết nối yêu thương, trao tặng nhiều phần quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn quận có hoàn cảnh khó khăn nhưng đạt thành tích xuất sắc trong học tập. Lễ hội được tổ chức nhằm mục đích lưu giữ, bảo tồn, quảng bá các giá trị văn hóa truyền thống, tạo nên không khí vui tươi, ấm áp, gắn kết giữa cộng đồng và du khách, tạo nên những kỷ niệm ý nghĩa khó quên cho trẻ em mùa Trung Thu năm 2024. Với mong muốn mang tới niềm vui cho các trẻ em nghèo ở khu vực Afi và giới thiệu nét đẹp văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, lực lượng Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở khu vực Afi đã tổ chức chương trình vui Tết Trung Thu cho gần 200 em học sinh ở trường học nhà thờ Afi. Chương trình vui rằm Trung Thu được đội công binh Việt Nam tổ chức tại căn cứ Highway, nơi đơn vị đóng quân. Thông qua chương trình, các em nhỏ tại ABA đã được biết về sự tích chị Hằng, cây đa, chú Cuội và ý nghĩa của Tết Trung Thu trong văn hóa phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng. Chương trình đã góp phần làm tăng sự đoàn kết gắn bó giữa lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam ở khu vực ABA với cộng đồng địa phương, đồng thời đem đến không khí lễ hội vui tươi, hạnh phúc cho trẻ em nơi đây. Các em nhỏ đã rất vui và hạnh phúc khi được tham dự chương trình ngày hôm nay, dù cho các bạn tới từ một đất nước xa lạ, cùng với một nền văn hóa khác biệt, nhưng các bạn đã khiến các em cảm nhận được tình yêu thương không khoảng cách. Cảm ơn những người anh chị em đội công binh. Cảm ơn Việt Nam. Dịp này, đội công binh Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà cho 10 học sinh tiêu biểu đỗ đại học trong năm vừa qua tại ABA và tặng quà cho các lớp học tại nhà thờ ABA. Cùng với đó, đội công binh Việt Nam cũng tặng đồ chơi cho các em nhỏ được đội tận dụng làm từ chai nhựa, giấy vụn tái chế. Tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ, các quân nhân Việt Nam đã làm được hơn 200 món đồ chơi tái chế tặng cho các em nhỏ ở ABA. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay, ngày 18 tháng 9, hình thái thời tiết mưa vừa, mưa to và dông bao trùm khắp các khu vực trên cả nước. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, từ nay đến đêm 19 tháng 9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90mm, cục bộ có nơi trên 150mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong khi đó, ngày 18 tháng 9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Riêng tại Hà Nội, thời tiết có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm, gió đông bắc cấp 2 đến cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất là từ 25 đến 27 độ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 33 độ C. Các lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân nên cẩn trọng khi đi lại, khi di chuyển qua các khu vực cây đổ chưa dọn dẹp, cây nghiêng bật gốc. Hiện nền đất tại Hà Nội sau nhiều ngày ngập úng, mưa lớn đã trở nên rất nhão. Nguy cơ cây có thể xảy ra bất cứ lúc nào nếu gió giật mạnh xảy ra. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp với nhóm nghệ sĩ Màu Nước Hà Nội ra mắt triển lãm tranh với chủ đề Hà Nội trong tôi tại Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cũ số 49 Trần Hưng Đạo. Triển lãm thu hút sự tham gia của các họa sĩ chuyên nghiệp và không chuyên, đa số đều có tuổi đời khá trẻ, là những người con của Hà Nội. Trưng bày 50 tác phẩm đặc sắc bằng chất liệu màu nước từ những hình ảnh đời thường quen thuộc, phong cách thiện phong cảnh thiên nhiên đến con người thủ đô. Những góc nhìn đa chiều đặc biệt về Hà Nội được thể hiện trên chất liệu tưởng chừng giản đơn mà có sức cuốn hút lạ kỳ. Những thuộc tính cơ bản của chất liệu này như tính trong suốt, nhẹ nhàng, đặc biệt là sự thuần khiết và cường độ của các chất màu dường như hoàn toàn phù hợp để khắc họa miêu tả một Hà Nội bên dòng thời gian. Khán giả đã thực sự hòa mình trong một không gian thân quen đầy cuốn hút, nơi không chỉ lưu giữ ký ức, sự chiêm nghiệm mà còn kiến tạo nên những cảm hứng để chúng ta thêm yêu và giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống của thủ đô, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, lưu giữ nhịp đập thân thương mỗi ngày từ trái tim hồng của cả nước.
hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách và phát huy sức mạnh của văn hóa để chung tay góp phần cùng Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất, hỗ trợ đồng bào bị bão lũ sớm ổn định đời sống. Ban Cán sự Đảng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất thực hiện các chương trình nghệ thuật nhằm quyên góp ủng hộ đồng bào chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra. Cụ thể, Cục Nghệ thuật biểu diễn chịu trách nhiệm phối hợp và chỉ đạo 12 đơn vị nghệ thuật xây dựng kế hoạch tổ chức 6 chương trình nghệ thuật. Các chương trình nghệ thuật phải đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, thể hiện ý tưởng tương thân tương ái, đoàn kết của dân tộc. Kêu gọi nhân dân cả nước đồng lòng hướng về hỗ trợ đồng bào và những địa phương đang gánh chịu hậu quả nặng nề của bão lũ. Tiền quyên góp và một phần tiền bán vé trong quá trình tổ chức các chương trình nghệ thuật sẽ gửi về Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để ủng hộ một cách công khai và minh bạch. Thưa quý vị, lứa tuổi học sinh đang trong giai đoạn phát triển nhưng chưa nhận thức được đầy đủ, chưa toàn diện và dễ bị cảm xúc chi phối. Do đó, nếu không có kỹ năng kiềm chế cảm xúc, các em dễ hành động nông nổi, làm tổn thương bản thân và người khác. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng quản lý cảm xúc, quản trị bản thân là rất quan trọng, giúp học sinh tư duy và duy trì sự cân bằng tinh thần và sức khỏe tâm lý để phát triển toàn diện. Chia sẻ những câu chuyện cụ thể. Khi con nổi giận, gây ra những vấn đề gì, khiến người lớn phản hồi ra sao? Hay những câu chuyện áp lực học đường, các bạn học sinh cần giải tỏa như thế nào? Với chương trình talk show Quản trị cảm xúc cá nhân, các em học sinh trường Trung học Phổ thông Khoa học Giáo dục và Trung học Phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã được chuyên gia tâm lý, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Nam, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội tận tình tư vấn. Thời đại này thì cái áp lực lên học sinh, nhất là về mặt kiểu sư phạm ấy, là học tập, thì nó cũng càng ngày càng tăng lên. Thì em thấy cái chuyện đấy cộng với cả chuyện trẻ con kiểu thay đổi về mặt hormone này nọ thì nó cũng ảnh hưởng nhiều đến cái tâm lý của các bạn. Đối với bản thân em ấy thì ở nhà thì em thường hay cáu gắt với bố mẹ vô cớ, hay có nhiều bạn thì cũng hay bị buồn bực nhiều về nhiều chuyện. Bản thân em thì em thấy cái chương trình lần này nó khá là thú vị, bởi vì nó đã đánh đúng vào một cái vấn đề khá là hay và rất được quan tâm đến gần đây. Và bản thân em thì cũng rất là thích những cái chương trình mà liên quan đến cảm xúc này. Buổi talk show không chỉ đơn thuần là một bài giảng của chuyên gia tâm lý ở môi trường lớp học, mà nó còn mang tính chất cộng đồng và có sự trao đổi thông tin giữa khán giả và diễn giả. Các bạn tìm hiểu những phương pháp để nhận diện và quản trị cảm xúc cá nhân, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho học sinh. Thay lời muốn nói đến với cha mẹ, thầy cô, hãy lắng nghe những suy nghĩ, tâm tư của các con và có các chia sẻ kịp thời giúp con trẻ vững bước trong tương lai. Trường Trung học Phổ thông là một cái môi trường mà ở đó các con đang trong cái giai đoạn tuổi dậy thì đang có những cái biến đổi về tâm lý và những cái tò mò về giới tính. Có những cái khó khăn trong việc quản trị cảm xúc cũng như là đối diện với những áp lực trong học tập. Và nhà trường thì bên cạnh việc tổ chức talk show và ở đó mời những diễn giả nổi tiếng, thì chúng tôi cũng, đội ngũ giáo viên chủ nhiệm cũng thường xuyên được tiếp cận với lý luận giáo dục. Và mỗi một giáo viên chủ nhiệm chúng tôi sẽ là những người đồng hành với các con cùng với chuyên gia. Kiểm soát cảm xúc là điều không dễ dàng. Học sinh cần rèn luyện, trau dồi kỹ năng quản lý cảm xúc mỗi ngày. Khi đã rèn luyện được kỹ năng quản lý cảm xúc, quản trị bản thân, học sinh cân bằng được cảm xúc, điều chỉnh hành vi theo hướng tích cực, đồng thời đảm bảo sức khỏe tinh thần tốt, lối sống lành mạnh, học tập hiệu quả và phát triển toàn diện. Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Nguyên đán năm 2025, Vietnam Airlines, Pacific Airlines và Vasco mở bán sớm gần 1,5 triệu chỗ trên toàn mạng bay nội địa. Các đường bay cao điểm dịp Tết Nguyên đán 2025 sẽ tập trung giữa ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh với nhiều tỉnh thành. Hành khách có thể mua vé Tết 2025 từ ngày 16 tháng 9 trên website, ứng dụng di động, các phòng vé hoặc các đại lý chính thức của Vietnam Airlines cho giai đoạn đi lại từ ngày 13 tháng 1 đến ngày 12 tháng 2 năm 2025, tức là ngày 14 tháng Chạp đến ngày 15 tháng Giêng. Để thuận tiện đi lại và có lịch trình như ý muốn, hành khách cần chủ động lên kế hoạch và đặt chỗ, mua vé sớm. Đồng thời, tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm Tết. Các hãng cũng khuyến nghị khách hàng mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức.
Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành quy định tạm thời yêu cầu tất cả các điểm trông giữ xe trên địa bàn thành phố phải duy trì không dùng tiền mặt. Điều này một lần nữa cho thấy quyết tâm của thành phố trong việc tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý trông giữ xe, đảm bảo yếu tố minh bạch, dân chủ, tránh việc các bãi trông xe tự phát mọc lên như nấm hiện nay. Điểm trông giữ xe trên đường Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm. Sau 5 tháng triển khai thu phí trông giữ không dùng tiền mặt, người dân đã dần quen với phương thức thanh toán này. Tôi sử dụng dịch vụ là nhiều rồi, và tôi thấy cái này nó cũng thuận tiện hơn là so với cả cái vé ghi tay như là truyền thống bình thường ấy. Cái này nó thuận tiện, nó nhanh hơn. Lên mở rộng khắp thành phố thì nó thuận tiện hơn cho người dân và nó công khai minh bạch hơn. Mình cảm thấy là nó thuận tiện bởi vì là bây giờ chuyển khoản cũng là thường xuyên rồi. Với thứ hai nữa là mình thấy là cái thời gian nó đã được quy định trước, cái phí được quy định rồi, cho nên mình cảm thấy yên tâm khi mình sử dụng thôi. Thay vì lái xe phải trả tiền và phần lớn là quá giá quy định, tại điểm trông giữ xe máy này, việc thanh toán tiền trông giữ xe hoàn toàn không dùng tiền mặt. Điều này đã tạo sự minh bạch, thuận tiện cho người dân khi sử dụng dịch vụ. Rất là tiện nhiều thứ, thí dụ như là không phải rút tiền ra chẳng hạn này, không phải trả lại tiền hay tìm tiền lẻ chẳng hạn, đấy là cái tiện nhiều thứ, mình chỉ việc quét mã QR xong. Tôi làm ở việc ở khu vực này nên cũng thường xuyên gửi xe và đi các quận khác thì cũng thấy hiện tại đang triển khai rất nhiều, cũng mong là sắp tới sẽ nhân rộng toàn thành phố. Cái dịch vụ này rất văn minh, minh bạch, tránh cái tình trạng thu quá giá, với lại thất thoát phí của nhà nước. Theo quy chế mới được Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành, các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, vận hành bãi đỗ xe phải ứng dụng giải pháp công nghệ để tìm kiếm và thanh toán giá dịch vụ trông giữ xe. Việc này nhằm hạn chế, tiến tới không sử dụng tiền mặt, đảm bảo tiêu chí 2-0, 1-có, không dùng tiền mặt, không dừng, có biên lai, hóa đơn điện tử kết nối với máy tính tiền, cơ quan thuế. Qua 5 tháng triển khai thí điểm về cái áp dụng công nghệ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm cũng như là một số các quận huyện khác, thì đối với công ty khai thác điểm đỗ thì những cái ngày đầu thì nó còn nhiều cái nó cũng bất cập, nó cũng mới mẻ. Thế tuy nhiên thì bây giờ qua 5 tháng thì cũng phải báo cáo với các đồng chí là bây giờ đại đa số khách hàng là cũng đã quen dần với cái hình thức là thanh toán không dùng tiền mặt. Trong thời gian thí điểm thì nó vẫn còn một số cái là bất cập. Tôi nêu cụ thể chẳng hạn như là có những cái trường hợp là tình trạng lỗi mạng, đấy, khách hàng không thanh toán được, đấy là cái thứ nhất. Hoặc nó nhảy từ điểm nọ sang điểm kia. Thì tuy nhiên thì những cái đấy thì phối hợp giữa công ty với các đơn vị công nghệ thì cũng có cái đội ngũ kỹ thuật là xử lý ngay trong cái thời điểm đấy, hoặc là cũng chậm nhất là cũng chỉ vòng 1 tiếng là cũng đã xử lý xong. Hiện nay, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đang triển khai xây dựng chức năng tìm kiếm bãi, điểm đỗ xe, vị trí đỗ xe còn trống lên nền tảng ứng dụng i Hà Nội. Điều này giúp người dân, doanh nghiệp có thể tìm kiếm thuận tiện, nhanh chóng. Không chỉ vậy, trên cơ sở những dữ liệu về phương tiện ở các bãi trông giữ xe sẽ giúp thành phố Hà Nội cũng như cơ quan chức năng trong công tác quy hoạch mạng lưới giao thông tỉnh, quy hoạch đô thị, phát triển hệ thống giao thông ngầm, giao thông trên cao trong tương lai. Hàng loạt máy nhắn tin của thành viên lực lượng Hezbollah đã phát nổ trên khắp Liban, khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và 2.800 người bị thương. Đáng chú ý, trong số những người bị thương có đại sứ Iran tại Liban, ông Motaba Amani. Những vụ nổ đầu tiên xảy ra vào đêm qua, sau đó kéo dài khoảng 1 giờ ở Liban và cả nước láng giềng Syria. Hiện chưa rõ các thiết bị được kích nổ như thế nào. Một số nguồn tin khu vực nhận định vụ việc do lực lượng tình báo Israel tiến hành bằng can thiệp và kích nổ từ xa hàng trăm thiết bị liên lạc vô tuyến của các thành viên Hezbollah. Trong khi đó, một quan chức Hezbollah giấu tên khẳng định đây là vụ xâm phạm an ninh nghiêm trọng nhất trong cuộc xung đột xuyên biên giới kéo dài hơn 11 tháng qua giữa Israel và Hezbollah. Israel chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào về vụ việc. Theo các chuyên gia quân sự, Hezbollah phụ thuộc rất nhiều vào máy nhắn tin để tránh bị Israel chặn thu thông tin liên lạc. Được biết, các máy nhắn tin trong loạt vụ nổ là mẫu mới nhất mà Hezbollah sử dụng trong những tháng gần đây. Điện Kremlin cho biết sắc lệnh của Tổng thống Vladimir Putin nhằm đưa các lực lượng vũ trang Liên bang Nga trở thành đội quân có quy mô lớn thứ hai trên thế giới nhằm đối phó với các mối đe dọa ngày càng gia tăng ở biên giới phía Tây cũng như tình hình bất ổn ở biên giới phía Đông của nước này. Tổng thống Vladimir Putin
đã ra lệnh tăng cường quân số thường trực của quân đội Nga thêm 180.000 binh sĩ lên tổng cộng 1,5 triệu quân nhân. Với sắc lệnh trên, quân đội Nga sẽ có quy mô lớn thứ hai trên thế giới, chỉ đứng sau Trung Quốc về quân số. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã đưa ra quyết định này trong bối cảnh một số mối đe dọa đang tồn tại dọc biên giới nước Nga. Đó là môi trường thù địch ở biên giới phía Tây và tình hình bất ổn ở biên giới phía Đông ngày càng gia tăng, đòi hỏi Nga phải có các biện pháp thích hợp. Đây là lần thứ ba Tổng thống Putin mở rộng quy mô quân đội kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha cho biết, việc triển khai gói hỗ trợ kinh tế trị giá 13,5 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng này chắc chắn sẽ giúp nền kinh tế tăng trưởng mạnh mẽ hơn. Cam kết trên được Thủ tướng Thái Lan đưa ra sau phiên họp nội các ngày 17 tháng 9 trong bối cảnh chính phủ mới của bà hứa hẹn sẽ triển khai thêm nhiều biện pháp kích thích kinh tế trong thời gian tới. Theo kế hoạch, trong giai đoạn 1, bắt đầu từ ngày 25 tháng 9 tới, chính phủ Thái Lan sẽ phân bổ khoảng 4,36 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1/3 tổng số tiền trợ cấp cho những người có thu nhập thấp và các nhóm người dễ bị tổn thương. Dự kiến sẽ khoảng 40 triệu người Thái Lan đăng ký nhận khoản hỗ trợ 10.000 bạt, tương đương 300 đô la Mỹ, chủ yếu thông qua ứng dụng điện thoại thông minh để chi tiêu trong vòng 6 tháng. Trong giai đoạn đầu tiên sẽ có khoảng 14,5 triệu người được nhận khoản hỗ trợ trên. Đây là bước đi đầu tiên trong chiến dịch kích thích tiêu dùng tại Thái Lan, nền kinh tế lớn thứ hai tại khu vực Đông Nam Á, nhưng chỉ tăng trưởng 1,9% vào năm ngoái. Đây là tốc độ tăng trưởng thấp hơn khá nhiều so với các nền kinh tế khác trong khu vực, chủ yếu do nợ hộ gia đình cao và xuất khẩu phục hồi chậm. Theo dự báo của Ngân hàng Trung ương Thái Lan, nền kinh tế sẽ tăng trưởng 2,6% trong năm nay. Quyết định thắt chặt kiểm soát biên giới của chính phủ Đức kể từ ngày 16 tháng 9 đã gây ra tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng bên phía biên giới nước láng giềng Ba Lan. Nhiều người dân Ba Lan đã bày tỏ không hài lòng với chính sách này của Đức. Tại thành phố biên giới Slubice của Ba Lan, các phương tiện đi từ phía Ba Lan đến Đức xếp hàng dài và di chuyển chậm kể từ khi có lệnh kiểm soát biên giới. Trong khi các phương tiện đi từ phía Đức đến Ba Lan không bị cản trở, chính phủ Đức cho biết, việc thực hiện biện pháp kiểm soát này là để hạn chế tình trạng nhập cư bất hợp pháp, giải quyết các mối đe dọa khủng bố tiềm tàng và tội phạm xuyên biên giới, đồng thời bảo vệ an ninh quốc gia. Tuy nhiên, chính sách này đã gây nhiều bất tiện cho cuộc sống của người dân ở phía Ba Lan. Nhiều cư dân Ba Lan cần đến Đức để làm việc và học tập hàng ngày. Tình trạng tắc nghẽn giao thông nghiêm trọng đã khiến cuộc sống của họ trở nên khó khăn. Đức đã mở rộng kiểm soát biên giới đối với tất cả 9 quốc gia láng giềng, bất chấp sự phản đối từ các thành viên khác trong Liên minh châu Âu EU. Biện pháp kiểm soát tạm thời này sẽ kéo dài 6 tháng và có thể được gia hạn sau khi hết hạn. Người đứng đầu cơ quan Liên Hợp Quốc về người tị nạn Palestine thông báo, tỷ lệ bao phủ vaccine bại liệt ở dải Gaza đã đạt 90%. Chiến dịch cung cấp vaccine bại liệt cho khoảng 640.000 trẻ em dưới 10 tuổi ở Gaza bắt đầu vào ngày 1 tháng 9 đã đặt ra những thách thức lớn đối với cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông và các đối tác của tổ chức này do cuộc xung đột Israel-Hamas đang diễn ra. Chiến dịch này được triển khai sau khi Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác nhận vào tháng 8 rằng một trẻ em đã bị liệt một phần do virus bại liệt tuyếp 2, trường hợp mắc bệnh đầu tiên như vậy ở vùng lãnh thổ Palestine trong 25 năm qua. Hơn 446.000 trẻ em Palestine ở miền Trung và miền Nam Gaza đã được uống vaccine bại liệt vào đầu tháng 9, trước khi chiến dịch cho 200.000 trẻ em còn lại ở miền Bắc uống vaccine bắt đầu vào ngày 10 tháng 9, bất chấp lệnh hạn chế tiếp cận, lệnh sơ tán và tình trạng thiếu nhiên liệu. Tổng giám đốc cơ quan cứu trợ của Liên Hợp Quốc cho biết, đợt đầu tiên của chiến dịch uống vaccine bại liệt tại Gaza đã kết thúc thành công, đồng thời cho biết thách thức tiếp theo đối với họ là cung cấp cho trẻ em liều vaccine thứ hai vào cuối tháng 9. Lấy động lực từ những trải nghiệm hóa trị của mẹ, một sinh viên người Ireland đã tạo ra một thiết bị làm mát xa đầu di động dành cho bệnh nhân điều trị ung thư. Cô sinh viên 24 tuổi này đã giành được giải thưởng thiết kế quốc gia cho thiết bị này với hy vọng giúp cho những bệnh nhân giữ được phần lớn mái tóc của mình. Khi Olivia Humphrey 18 tuổi, cô phát hiện ra mẹ mình được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú. Khi đồng hành cùng mẹ trong quá trình chuyển hóa chất tại bệnh viện, cô gái nhận thấy thiết bị làm mát da đầu trong một số trường hợp có thể giúp bệnh nhân ung thư giữ được mái tóc của mình trong thời gian hóa trị. Nhiệt độ gần như đóng băng trong máy làm mát được cho là khiến thuốc chống ung thư khó tiếp cận và gây hại cho nang tóc hơn bằng cách tạm thời làm giảm lưu lượng máu và quá trình trao đổi chất của tế bào ở da đầu.
Tuy nhiên, những chiếc máy này thường cồng kềnh, khó di chuyển và đòi hỏi phải cắm điện mọi lúc. Vì vậy, cô gái trẻ quyết định tạo ra một sản phẩm di động để người bệnh dễ dàng sử dụng hơn. Tôi thấy được những thách thức trong quá trình vận hành máy làm mắt da đầu tại bệnh viện. Điều này thôi thúc tôi cải thiện một vài điểm bất tiện khi bệnh nhân sử dụng chúng. Máy làm mắt da đầu di động có tên Athena cũng là dự án năm cuối của Olivia tại Đại học Limerick. Thay vì sử dụng công nghệ làm lạnh, thiết bị giá rẻ này sử dụng nhiệt điện để đạt được nhiệt độ thấp từ 3 đến 4 độ C trong khoảng 3,5 giờ sạc. Và điều quan trọng nhất, máy có thể di động linh hoạt với khối lượng khoảng 3,8 kg, đồng nghĩa với việc bệnh nhân có thể sử dụng khi di chuyển giữa bệnh viện và nhà. Mục tiêu của tôi là làm cho nó nhẹ nhất có thể, vì rõ ràng là những người suy giảm miễn dịch thực sự gặp khó khăn khi nâng những vật nặng. Tôi sẽ cố gắng cải thiện bất kỳ yếu tố bất tiện nào trong máy làm mắt da đầu truyền thống. Hiện tại, thiết bị vẫn là một nguyên mẫu và chưa được thử nghiệm y tế. Olivia Humphrey hiện đang hợp tác với một công ty khởi nghiệp về thiết bị y tế để đưa sản phẩm của mình lên một tầm cao mới. Sau khi ra mắt, cô hy vọng thiết bị này có thể được gửi đến các tổ chức từ thiện về ung thư để họ có thể cho bệnh nhân mượn trong suốt quá trình điều trị. Olivia Humphrey đã được trao giải thưởng quốc gia Ireland cho sản phẩm thiết kế Athena vào ngày 11 tháng 9.